Xin chào các bạn. Để những cây hoa phong lan luôn có nhiều chùm hoa, những nụ hoa phát triển được rất nhanh, những chùm hoa luôn rực rỡ, cây phát triển khỏe mạnh và những bông hoa luôn giữ trên cành được lâu hơn. Hôm nay tôi chia sẻ cách đơn giản để một cây hoa lan phát triển được xanh tốt. Và những bông hoa này luôn nở đẹp rực rỡ quanh năm. 10 ngày một lần, các bạn hãy tưới nước cho cây để giúp cho chất trồng và rễ của cây luôn được giữ ẩm. Và nó cũng sẽ giúp cho phân bón được dễ dàng hấp thụ tốt hơn. Và hãy để trong 10 phút. Khi rễ đã đủ nước, chuyển sang màu xanh, các bạn lấy ra. Các bạn hãy sử dụng bột cà phê. Nó luôn có chứa nhiều dưỡng chất và giúp cho hoa lan phát triển khỏe mạnh, có nhiều hoa. Dùng một thìa nhỏ. Cho vào 500ml nước đun sôi. Và các bạn chỉ chờ cho nước này nguội là chúng ta sử dụng được ngay. Khi hoa lan mua về hoặc chăm sóc trong một khoảng thời gian dài, cây yếu ớt kém phát triển và không có hoa, chúng ta nên thay chậu. Và nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn phát triển được nhanh và dễ hơn. Do những rễ này đã bị thối hoặc những rễ đã bị hư, cây không trao đổi chất và những chiếc lá trên đây sẽ bị héo. Nếu các bạn không chăm sóc lại thì những cây hoa lan như thế này sẽ không phát triển được. Sau đó các bạn hãy chuẩn bị sẵn một thau nước sạch và chúng ta sẽ rửa lá. Và các bạn hãy rửa sạch những chiếc rễ này. Sau khi nước đã nguội, các bạn hãy lọc bỏ cặn. Và cho thêm vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng. Sau đó các bạn hãy tưới ngay vào gốc của cây và hãy áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho hoa lan phát triển rất nhanh. Và để như thế này trong 30 phút. Sau đó các bạn hãy cho nước này vào bình phun.
và chúng ta hãy phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Khi các bạn làm điều này sẽ giúp cho những chiếc lá hoa lan không bị các loại nấm, côn trùng như là nhện, riệp. Chúng ta nhớ phun dưới mặt lá. Các loại côn trùng như là nhện, bọ trĩ, cháy thì cây hoa lan sẽ luôn được bảo vệ và những chiếc lá hoa lan sẽ luôn được xanh, khỏe mạnh hơn. Và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu ớt, kém phát triển hoặc những cây hoa lan các bạn phục hồi lại thì cây sẽ phát triển được rất nhanh. Nó cũng sẽ giúp cho rễ được phát triển rất tốt. Và với loại phân bón này, các bạn rất dễ dàng để làm tại nhà. Sau đó các bạn sử dụng nước này. Và chúng ta sẽ lau lá. Khi các bạn làm điều này, nó sẽ giúp loại bỏ các loại côn trùng còn bám trên hoa lan. Và cây sẽ rất nhanh phục hồi. Cây sẽ dần lấy được màu xanh của lá và sẽ khỏe mạnh hơn. Và chúng ta sẽ đặt những chiếc rễ vào đây. Các bạn hãy cho nước này vào. Các bạn hãy để như thế này trong 30 phút. Sau đó các bạn hãy lấy ra. Và chúng ta đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng trong ngày. Những chiếc lá sẽ xanh, cây yếu sẽ dần khỏe mạnh hơn, rễ sẽ được phát triển và nó giúp cho cây luôn được hồi sinh rất nhanh. Lá sẽ luôn xanh mướt. Cây luôn duy trì được độ ẩm, lá cứng cáp. Hoa sẽ nở nhiều, đẹp rực rỡ hơn. Bây giờ các bạn sẽ lấy gốc hoa lan này ra và chúng ta sẽ trồng lại cây. Tưới nước giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.